Hôm nay thứ bảy ở nhà á, mình lôi ra các cái hạt hồi Tết á, mình ăn còn dư nè, để mình làm kẹo. Có hạt ốc chó, mắc ca, hạt điều và hạt nhân nè. Để cái món kẹo này nó có thêm hương vị thì mình cho cái mứt dưa lưới nè, mứt anh đào và bánh quy nha. Nhà chắc chắn là không có đủ nguyên liệu rồi nên phải mua thêm nè, marshmallow, bơ, bột sữa và các loại hạt thì có sẵn tại nhà. Đầu tiên á, mình sẽ đem các hạt này đem đi rang. Ai có chảo thì rang, không thì mình rang bằng nồi chiên không dầu nha. Các cái miếng mứt á, thì mình sẽ cắt nhỏ, xé nhỏ ra. Đầu tiên á, mình bật bếp ở mức nhỏ nhất là 1 đến 2 thôi nha. Sau đó cho bơ vào để đợi cho bơ nó tan chảy ra. Thật ra phải kiên nhẫn á, chứ bơ nó tan chảy từ từ. Sau đó mình cho marshmallow vào. Hãy nhớ hãy kiên nhẫn nha, chứ đừng thấy nó chưa có tan chảy về là mở lửa lớn lên là không có được đâu. Mình cứ chịu khó, cứ đảo tới đảo lui thì nó từ từ nó cũng chảy ra. Đó, mọi người thấy không? Nó chảy ra rồi đó. Cái màu nó hòa quyện ra rất là đẹp luôn. Sau đó mình sẽ cho bột sữa vào. Nhớ là cho từ từ thôi nha. Mình cho một ít rồi mình đảo tới đảo lui, sau đó cho một ít nữa. Thì cái này là Quân nhắm chừng là cỡ 60 đến 70 gram á. Hạt thì đã rang chín rồi nè, mình sẽ cho vào và mình đảo đều lên luôn. Cái khúc này á, có bột sữa vô rồi nó đã nặng cái tay rồi, nên cái cơ tay của mình á, phải cứng mới được đó nha. Sau đó mình bỏ hết những phần còn lại, mứt, bánh quy rồi đó, bỏ vào luôn, mình trộn lên. Cái này còn nặng tay hơn nữa đó. Marshmallow có nhiều hơn thì cái lượng kết dính nó nhiều hơn nha. Sau đó mình trải một miếng bao bọc thực phẩm và mình cho kẹo vào. Cái bước này á, là mình định hình kẹo. Bởi vì mình không có cái khuôn nên mình định hình kẹo bằng cách này. Sau đó mình để nguội tầm 10 phút. Mọi người yên tâm nha, sau khi 10 phút thì bánh nó cũng đặc lại rồi nên cũng dễ cầm lắm. Tiếp theo mình sẽ cho cái giấy bánh nướng lên. Do cái phần này nó hơi to nên mình sẽ chia ra là hai phần nhỏ và mình sẽ định hình nó và ép nó. Cái này thay vì các bạn sẽ định hình nó vào trong khuôn rồi cán ép, nhưng mà Quân không có khuôn thì Quân sẽ cán trực tiếp nó trên cái miếng giấy này. Nhưng mà thật ra Quân thấy Quân làm như vậy nó còn dễ hơn làm cái khuôn nữa đó. Gọi là cái khó ló cái khôn đó. Sau khi để ngăn mát khoảng 3 tiếng thì mình đem ra mình cắt. Lúc này nó đã đặc lại rồi, nhưng mà nó không có cứng ngắt đâu, bạn yên tâm, nó còn mềm lắm. Mình bao một miếng giấy gạo bên ngoài để bánh nó đừng có dính nha. Miếng giấy quắn này vẫn ăn được nha. Một mẻ kẹo lúc nãy nó cho ra tầm 50 viên kẹo á. Cái mẻ kẹo này rất là chất lượng luôn, ăn nó không có cái vị ngọt gắt đâu. Và các loại hạt khác nhau á, ăn rất là thơm luôn.